Rồi, Nhân xin chào cô chú và các bạn và anh chị. Hôm nay Nhân sẽ quay cái clip về lưới nha các bạn. Coi cô chú anh chị nào mà có xài lưới bề ngang 2m1, 2m4, dài thì nói chung là dài quá trời dài, dài bao nhiêu cũng có. Thì mình quay từng chi tiết cho cô chú và các bạn xem. Thì coi trong cái mùa mít chứ mùa này là bắt cá này thì coi có ai dùng thì xin liên hệ đến con nha. Thì con sẽ để phần mô số điện thoại và phần dưới mô tả hoặc là con để trên màn hình. Thì đây là lưới lưới này con đây. Lưới này á bề ngang là 2m1, 2m2 gì đó, từ từ đây qua đây là 2m1. Thì nó dài á, nó dài thì nó dài dữ lắm, bao nhiêu cũng có được rồi đó. Cái này á là chống mũi nghe cô chú và anh chị, chống mũi luôn nè cô chú anh chị, thấy nó dày không, chống mũi luôn nha nè. Cái nghĩa là cái này mình sẽ mai chuồng trâu, chuồng bò, bất cứ cái nói đừng cho mà con muỗi nó cắn cái con trâu, con bò, con gì đó của mình á. Thì đây là loại này. Thì cô chú và anh chị muốn loại trắng, trắng trắng thì nó hơi đắt tiền hơn tí, tí hắc hơn đen thôi. Đen thì nó hơi rẻ hơn. Đen thì nó hơi rẻ hơn nha cô chú. Cái này thì hàng này là hàng cao cấp đó. Thì hàng này là rất đẹp nha cô chú và anh chị, đẹp cực kỳ luôn á. Cô chú và anh chị thấy không, lỗ á đều nó khít luôn á, không có con mũi nào mà vô được đâu. Cái này mình mai mùng mình ngủ còn được nữa nghe cô chú anh chị. Cái này rồi đây, rồi Nhân sẽ chỉ cho cô chú và anh chị cái hàng 1m 1m1. Đây là cái này, 1m và 1m1 là cái này, 1m2 cũng có nha, tùy theo mình đặt hàng, nếu như mình muốn xài cỡ nào cũng có. Đó. Cái này mình làm xong rồi mình cho lên xe là chuẩn bị mình chở về về kho. Nè. Cô chú và anh chị thấy không? Đó. Thấy đẹp không? Cái này thì mình mai túi mít, mình làm cái gì cũng được hết. Túi mít đánh bắt hải sản, cá, tôm, làm đồ kéo cá cũng được luôn. Đây, mình muốn xài cái hàng đen thì nó rẻ tiền thì là cái hàng này nha cô chú và anh chị. Đây, hàng đen nè. Thì nó cũng giống như nhau thôi nhưng mà cái chất lượng nó không có bằng hàng trắng. Nó cái hàng này thì nó thua hơn nhưng mà nó không có bằng cái hàng trắng nha. Cái hàng trắng á là cái hàng chất lượng hơn. Đây mình làm là cái này là cái biên của nó cắt ra các bạn. Đây. Hàng đen, hàng dài cũng có luôn. Thì nó cũng giống như hàng trắng nhưng mà nó đen thì nó không có nó. Nè, cô chú anh chị thấy không? Nè. Nó vậy đó, hàng đen thì nó gì nè. Cái này cũng 2 mét mấy. Bề ngang á, dài 2 mét mấy. 2 mét 1, 2 mét 2 gì đó. Cũng có mà 2 mét rưỡi cũng có luôn đó nha. Thì tùy theo mình đặt hàng thì người ta chạy thôi. Đây.
Rồi, cô chú nào có xài thì liên hệ comment cho con biết nha. Thôi, Nhân xin chào cô chú và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú và các bạn những clip sau nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.